Không giữ cân được à? Đây hỏng. Đây kìm của em. Kìm này không chuột, chuột rồi. Đây anh dùng cái đi. Em đặt trên cái kia. Tao dùng đấy. Con này mới này. Con này chỉ cắm nguồn này. Nguồn như nào không cần biết được chưa? Nhưng ở đây làm dây mạng thì anh sẽ quy định là dây dương này là nguồn âm, dây cam là nguồn dương. Không, nhưng mà con này chỉ cần cấp nguồn thôi đó, nó không cần phải cạ. Có một dây tín hiệu. Hai dây tín hiệu. Bao giờ dây tín hiệu của tất cả các loại tín hiệu trên đời ấy, nó là đóng hay mở. Thấy chưa? Thì đây là anh quy định là hai dây nguồn. Tí về anh đấu nguồn và hai dây đấy. Còn hai dây này là hai dây tín hiệu. Anh chưa đấu thử đâu nhưng mà nó bọn nó dạy thì mình chỉ quy định dây thôi. Muốn mà nó cắt dây cũng báo ấy. Thì về bình thường là nó đóng, cắt dây ra là nó hở. Bình thường là coi như hai chân ấy chậm, cắt là hở. Thì theo các quan thì cái dương cam được lâu thôi, thì dương cam mình ưu tiên là nguồn. Cái màu này nó tươi hơn thì là nguồn dương. Đấy, vôn cộng đấy. Thì cho là nguồn dương là dây cam thôi. Tô vít này đéo được không? Tô vít nhỏ hơn anh. Nhỏ nhỏ. Đúng là. Ai có tô vít nhỏ không nhỉ? Nhỏ 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 tí. Túi trong trường nó có đấy. Tô vít nhỏ nhưng mà hai cạnh cơ. Không, cái này nó hai cả. Thôi, để em xuống lấy cho. Cơ bản là nó chỉ cấp nguồn. Và khi có nguồn rồi ấy, thì là nó xảy ra câu chuyện là cái này nó bắt hồng ngoại. Hai tô vít to đấy nhỉ? Nếu có người thì bình thường chắc lấy nhầm mẹ. Lắp vào đóng thì là nó sẽ kín mạch. Nếu mình lắp vào hở thì lúc đấy nó đã bình thường, nó đang đóng, nó hở mạch ra. Tất cả các cảnh báo nó chỉ tuân theo cái nguyên lý đấy thôi. Chắc là vẫn còn cái bí quyết nữa không? À, chắc là đệ nào cưng nhất là cũng phải truyền ra. Anh Kiên thì toàn đi dạy hết mà. Những cái món này ở trạm rồi. Nhưng mà còn cái chắc chắn là sẽ còn cái bí quyết là ai mà chư phụ mà dạy hết. Hết. Viettel là dạy hết. Viettel là không giữ được nghề. Thì dây mình lấy dây mạng vì nó có 8 dây thì cứ lấy hai cặp đầu là dương cam giống kiểu là truyền dẫn ấy, thì mình lấy làm nguồn. Chụp đôi lại.
thu viết béo mình đéo, đéo biết đâu rồi. Làm mũi mũi dao. Được chưa? Cơ bản mình lấy cam thì màu nó tươi hơn thì mình lấy là mình dương. Còn mà đấu dương là âm, dương là dương cũng được. Thế anh gọi. Được chưa? Sự cố. Hai dây này là hai dây chín hiệu. Nghe anh ơi. Mình nhớ vào cổng com. Con là chân trung. Quên anh ạ, quên trong người tính những ngó nó quá giờ thì chả biết làm thế nào, nó cứ chấp nhận thế. Gỡ lại thôi. Chưa này là... Vâng, vâng. Em thấy nó quá rồi nhưng mà không có được nữa thì... Bây giờ thì phải gỡ lại thế này. MC là thường đóng. Thường đóng tức là lúc nào nó cũng chập. Còn mấy cộng hồ NC là nó có NC và NO nhá. NC là lúc nào cũng đóng. Đóng tức là lúc nào nó cũng chập. Nếu phát hiện có người thì nó mở. Mình nên dùng cái đấy vì nếu mà chẳng may trộn các dây qua thì nó mở. Nên là mình sẽ đấu theo là thường đóng. Lúc bật tín hiệu thì nó mở thì mình đấu vào NC. Chân com là chân trung. Tất cả các cảnh báo mình dùng như vậy thì vì chẳng may nó đứt dây hay là không, hai cái mà nhầm vào nhau nó không bắt được vào nhau thì làm sao nó tín mạch. Đây là thằng số 4 đấy anh. Vâng. Bắn trong này cho chúng ta. Chúng ta đây, thế làm sao rồi? Là anh em nghỉ trưa rồi ăn cơm nữa. Em có con pin đâu. Đây. Hả? Thế vì là chắc còn lâu còn chỉnh rồi đấy, ăn cơm nữa sao không nhỉ? Đi ăn cơm đã. Đây là ở dưới là anh cho thuê đây anh bạn, anh Bằng. Cái tiếng em mà. À. Anh làm mấy cái máy kia là cái gì vậy? Lọc nước hay cái gì vậy? Vui à? Đang gấp quán à? Đâu cái ở dưới này. Ngồi nấu rượu đấy. À, nấu rượu công nghệ à? Không, nấu bằng điện thôi. Bằng điện, công nghiệp. Điện. Nấu men quả hết đấy, men lá hết đấy. À, không đun nước, à không đun củi. Đun củi nó chết, giờ ngồi đun củi. Chi phí này căng. Men sắm bộ nồi với lại điện. Bấm đầu bên này như nào anh Kiên? Không phải bấm đâu. Không. Đấu. À. Dây điện mà cái này là dây điện. Đấu toàn như này này. À à à. Dây nguồn thì anh sẽ chập đôi. À. Rồi hiểu rồi. Anh sẽ dùng dây đôi xong anh giờ rốt anh nhét vào một cái xong là lại nguồn ấy tiếp sang cái kia. Còn dây tín hiệu thì chạy dây đơn vào. Hiểu không? À, đây mắt nó này. Cái kia phải bắn trúng sát rồi.
Lấy xuống sát đi em ơi. Sát. Anh tưởng bên này là không không không. Cái bê tông này bắt kèo gì ra cây bình châu 6 sen bán 700 triệu này, Gia Lộc 2 triệu bay luôn, một được một trận bằng. Nay anh lắp đâu, nơi này anh nghĩ là lắp ở dưới rồi này, dưới này á, ở dưới này là để lúc kéo bên kia, được rồi, hàng ở dưới, thế bán ngay trên tay anh bằng được. Ta xuống dưới nào. Bắn dưới cái gờ đó đấy, bắn vào cái tay kia. Bắn dưới cũng được mà, tí nữa mình ngửa nó mắt nó lên là nó xoay được vào nhau. Chứ toàn nó làm quả này một cây cái tí bằng này lại 400 mấy không ở cái tầm này thì nó khó. 30 3 triệu. 2 năm bọn em làm Viettel. 2 năm chú làm 400 đấy. 2 năm 400 đấy. 200 mấy đấy. Lương chứ không ăn. Không ăn đấy anh. Chưa kịch. Rồi cứ bắn lên bên này bắn bên này đi. 433 tầm này thôi. Nếu mà sợ hướng thì sao được. Em cứ cho lùi hẳn lên đi. Ấy lùi hẳn lên rồi. Nghiên cứu không bắt thì em lại tháo kia đi để máy cho nó gọn. Cho nó sát mé này. Một kỳ sập 6 sen. Cuối năm là anh làm như thế là 400 triệu à? Thế nhưng mà ở ngoài là em muốn cho anh mới cho khác. Nếu là làm sao? Ở trên. Chị em cái pha này là. Không, con biết nhắn rồi. Alo. Đi đây. Không đang đi lắp báo động gần lan. Bạn nó đang đặt. Đây đâu có gọi đâu một viên. Chị cái mặt đi rồi. Ờ, chân chân cho nó sát bấm vào cái đó. Cái 10 tướng đang bỏ lên là không muốn ra thì lắp. Chắc tháng 5 xong. Rồi, rồi bảo là ừ rồi. Hơi phức tạp một chút nhưng mà cố gắng làm cho nó vâng. An toàn nhất. Thì anh cứ muốn nhu cầu anh như nào thì anh cứ bảo thôi. Anh muốn đoạn nào gần như nào ấy. Để là sao? Thì cái mặt của nó là nó đứng ở cái tầm này là cao anh xuống anh làm em cộng cho anh thêm 10. Không, cái này nó chỉ cần đi qua thôi anh ạ. Ừ, biết mà. Nó chạm. Ừ. Bắn theo ngoài thì nó rút đầu và nó không chạm vào cái hai cái việc thì mình biết đơn giá đấy em bảo không có chơi chơi này rồi nó cứ đi qua cái điểm tia nó mới được nhận được. Ừ, tức là đi qua nó cắt cái tia là nó mới trước, báo trước vâng, đúng rồi. Chỉnh nghiêng được cột nào cả chỉnh nghiêng ở cột ở giữa nó dễ hơn cột ở đầu nó khó. Cáp nhập trạm nào mà cho 4 5 cáp cả cáp điện nữa. Ít nhất là 2 cáp quang với 1 cáp điện. Không bán cái đấy đã. Người khác toàn là một vớ vẩn. Hả? Đấm tiền thì có quyết định đâu. Quyết định hôm qua đấm tiền cho em chưa? Rồi đi. Chơi lan thôi. Bốn trăm. Cố cấp thứ trên đời. Rồi.
anh em nào muốn chuẩn bị thay thế thì quan hệ trước đi. Không biết uống rượu đội này ra, không biết uống rượu. Không biết làm sếp cũng phải biết uống. Nó bòi đá. Thịt nó phải 4 con vịt luôn. Cứ một được chặt chưa? Cái đấy chắc chưa? Đấy nha, xong rồi bánh nha. Đấy, ra ra đi mà thở. Trước hết nhìn cái độ da của nó bao nhiêu chứ không phải thích bắn lúc nào bắn nhá. Đo cho nó bằng mà anh chị nữa. Mày chả bù lồng gì. Bây giờ cân lên kia cho nó cân chưa? Cân rồi anh. Độ cao bằng nhau chưa? Không chỉ lắp lên. Đây lấy cái máy của em bắn đi. Cái này là riêng ấy, nếu mà ấy là nó cái này là nó bắt hồng ngoại cứ có người là nó phang. À. Còn cái kia là cắt qua tia nó phang. À, thế thì mấy nữa bảo anh Toàn cái lắp. Lắp một cái hôm trước ấy. Mà còn bộ trung tâm kia thì để cho nó gọi điện. À. Nó gọi điện thế lại nó kích hoạt ra loa. À. Nó lại thêm cả cảnh báo mở cửa nữa. Cái béo lúc đấy không em nhỉ? Cái này là anh Chân. Này hình ngoại. Bắn em đừng vơi cứ cháy tít thì cháy nhẹ. Bắn phải bắn giật chứ. Giật thôi. Bắn cháy tít. Cả mấy cái súng hỏng luôn đấy. Lô. Mẹ này lúc nãy khoan đúng cái gầm mái. Chắc dính vào sắt. Tháo mà anh, nó có con cá ốc này nữa mà. Vừa tháo khô ra đấy. À, nó bắn ngược anh ạ, nó bắn ngược ở đợi lỗ này này, nó từ góc bên này nó bắt sang này. À đẹp phải. Yên ra. Chắc là em nghĩ là nó bắt ngược lại đấy. Không ấy thì nó phải thiết kế cho để bắt. Hôm qua nó lại bắt được một đội lừa ngoài kia. Cái này nó không có bu lông ngoài. Liệu đến lúc lại có vít được không? Nó bắn ở đây vào chứ.
Không, đây là cái ốp mặt ngoài mà. Đây, ốp này. Tôi viết cái châm của nó vào đây trước. Đó. Nó là ốp lấy đây. Mà. Đấy, nó lấy cài. Thằng công là nó viết vào đây. Anh, không ý cái chân nó này. Qua đây. Tôi nói cái chân này. Để vào. À cái chân này đúng không? Vít chân. Thằng lách được mà, con này nghiêng được mà. Nghiêng thoải mái. À kìa là con. Cái này thích xoay không nào? Nhưng điều chỉnh được ở trên đấy á? Không, xoay tay như. Kể ra mà nó phải làm điều chỉnh xoay. Làm cái gì? Không ngoại nó bắt hết rồi chỉnh. Để đi làm đầu dây đi. Bắn hết chưa? Còn mấy cái bé này bé bắn. Thì sao mà cơm nữa giám đốc sắp bỏ không đấy anh em kiến hay là đang sợ tiền to hơn nhau không thấy thổ lộ. Thôi làm 100 tỷ để đấy tiền hưu làm đất chỉ nhảy viên em thấm thoát chỉ. 3 tỷ là em cũng nghỉ. Tại vì làm cả đời đấy có được 3 tỷ thôi anh. Đúng không? Đâu đầu thêm. Nhưng mà đây tiêu thì nhiều. Nhưng mà chức danh thì xuống bây giờ đi. Ui. Theo đội anh em. Thế nào cũng cấp dưới nó chứ không. Sếp vít vít. Sếp chỉ đạo. Vít 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 cá. Không, cái này phải vít dài. Cá không đủ. Vít cá thoải mái. Vít dài cũng hay. Trong nhưng mà không phải họp hành, không phải đi đâu ấy. Toàn đi buôn lan trong này, gà vườn. Gà vườn lắp liếc cam liếc cái này có gì cũng dễ hơn. Còn ở nhà cứ này họp với lại lo nhiều chuyện khác. Thấp thì bao giờ thấp nhỉ? Đây thì anh. Cao lên tí ơ đâu vừa thôi. Từ em ơi, từ từ em xem cái. Em cho không tí nữa ở đây nào anh đây quay được hết mà cứ đấy đúng không mình thích bên nào mình bắt xong đấy không chỉ cùng gác nhỉ. Đây này, ông nào uống ít thì mua cái khi này mua này. Mua một cái kim loại này. Ôi mẹ, người chạy chạy nhà chết mẹ, cong đít ra kìa. Đi này là bà bảo anh nuôi ra cái gì mà chết hết đấy rồi. Mấy tiền? Cái đấy làm quà nhật cho em cua rồi. Đấy, mình mua những cái loại như vậy. Bình thường kia to rồi. Ôi, là cái thoại kia kìa. Mày vừa có mầm gốc rồi, vừa khai thác kìa. Cái nám chậu đấy kìa. Mầm gốc thì có rồi, đùn như thế rồi.